Phụ nữ TV xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá cà phê hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn và gia đình ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh tiếp đà giảm nhẹ so với phiên giao dịch cuối tuần qua. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2021 giảm thêm 7 USD trên tấn, với mức giảm là 0,33%, xuống giao dịch ở mức là 2.103 USD trên tấn, quy đổi theo tỷ giá đồng USD tương đương với mức giá là 47.700 đồng một kg. Ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2022, giá cà phê giảm đi 6 USD trên tấn, với mức giảm là 0,28%, xuống giao dịch ở mức là 2.115 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 47.900 đồng một kg. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình. Tương tự đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York cùng xuống giảm, kỳ hạn giao tháng 12 năm 2021 giảm đi 1,65 sen với mức giảm là 0,81%, xuống giao dịch ở mức là 201,75 sen trên bao. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, giá cà phê cũng giảm đi 1,65 sen với mức giảm là 0,8%, xuống giao dịch ở mức là 204,6 sen trên bao. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê hai sàn kỳ hạn trong phiên vừa qua giảm vừa phải do có dấu hiệu mưa lớn ở Brazil. Điều này giúp cải thiện độ ẩm của đất và giảm bớt lo ngại về vụ mùa cà phê. Cơ quan dự báo thời tiết tại quốc gia này cho biết, khu vực chiếm khoảng 30% sản lượng cà phê Arabica của Brazil đã nhận được lượng mưa khoảng 65mm, tương đương là 215% so với mức trung bình lịch sử vào tuần trước. Thời kỳ ra hoa quan trọng đối với cây cà phê Brazil bắt đầu vào tháng này và lượng mưa dồi dào có thể thúc đẩy cây cà phê ra hoa và tăng năng suất cà phê. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê giảm nhẹ 200-300 đồng trên 1 kg. Hiện giá cà phê đang được thu mua trong khoảng từ 39.700 tới 40.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc thu mua ở mức giá là 39.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại huyện Di Linh thu mua ở mức là 39.700 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua ở mức từ 40.600 tới 40.700 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 40.700 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hà Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 40.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai có mức giá là 40.400 đồng 1 kg. Khu vực huyện Chư Rông, giá cà phê là 40.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, giá cà phê được thu mua ở mức 40.600 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Đơ Lấp, mức giá là 40.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua ở mức là 40.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, ghi nhận ở mức giá là 40.700 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Dương, giá cà phê là 40.900 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay thu mua ở mức là 41.100 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê hôm nay ngày 19 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.